việc thêu những họa tiết để không bị lẫn với bất kỳ dân tộc trong 54 dân tộc anh em. Và chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng bộ trang phục của người Dao đang xuất hiện trên sân khấu. Quần áo được may dài, quần ống rộng và áo có thêu hoa văn trang trí ở phần tay và thân áo. Quần dài tới mắt chân, mắt cá chân và gấu quần có thêu hoa văn công phu. Trang phục của Nam Dao Thanh Phán là màu đen. Hai bên hông có may túi theo lối của người Hoa với cổ đeo đẹp cực to, đính nhiều huy tết bằng vải. Quần cà chun theo kiểu lá hoa, đến rộng dài đến mắt cá chân. Bộ trang phục của nữ Dao Thanh Y gồm có khăn đội đầu, mũ, áo dài, kiếm, dây lưng, quần cọc, quần chùi và đồ trang sức. Họ để tóc dài quấn quanh đầu và đội chiếc mũ nhỏ bằng áo sơn. Tiếp theo là trang phục truyền thống của dân tộc Sán Chỉ. Trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Sán Chỉ là váy tràng dài ngang qua cổ chân, áo mặc theo cặp, áo trong thường do sở thích của từng người chọn kiểu và màu sắc, nhưng thường là áo sáng màu. Áo ngoài là áo tràng có hai mảnh khâu chéo sang hai bên, chiều dài áo ngang cùng với váy. Trang phục này do những bàn tay khéo léo của phụ nữ Sán Chỉ làm ra, đơn giản và không rực rỡ như trang phục của người Mông, người Dao, nhưng vẫn có những nét độc đáo riêng. Chúng ta hãy đến với trang phục cưới truyền thống của người Sán Chỉ. Mùa xuân khi không những cánh đào phai bung nở các cung đường là lúc những cô gái Sán Chỉ dùng sạch váy áo truyền thống đi ăn cưới, chúc phúc cho đôi bạn trẻ bắt đầu duyên tìm bạn đời. Những cô bác sóng họ dập dìu đã tạo dựng khuôn mặt tình yêu đôi lứa, không những sặc sỡ lung linh nhiều họa tiết như các dân tộc khác. Trang phục cưới truyền thống của người Sán Chỉ chủ đạo là tóc buộc trầm mang lại chứa đựng nét duyên phận chất phác cổ mạc và đầy nội lực. Ngày cưới của các chàng rể Sán Chỉ khoác lên mình chiếc áo dài màu trầm ngang gối, trên đầu đội nón đen truyền thống. Đối với trang phục cô dâu là điểm nhấn, các họa tiết thêu chỉ màu xanh đỏ nổi bật, trên tay trái luôn cầm chiếc khăn như một mặt mới. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng những bước đi vô cùng mạnh mẽ và khỏe khoắn của chàng trai này và vẻ đẹp duyên dáng dịu dàng thướt tha của những cô gái này. Những chàng trai cô gái ấy họ đang mang trên mình nét đẹp trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Tày, được làm nên từ chất liệu vải nhuộm tràm cùng với cây đàn tính từ lâu đã trở thành biểu tượng văn hóa cũng như nét đẹp thuần khiết bình dị và độc đáo của dân tộc Tày ở khắp mọi miền đất nước. Đến dân tộc này, điều đầu tiên người ta nghĩ đến sẽ là áo tràm, đàn tính và những điệu hát then. Hát lượng, giao duyên ngọt ngào, say đắm lòng người của các thiếu nữ, sự khéo léo của người phụ nữ này được thể hiện trên bộ trang phục truyền thống mà các cô gái mang trên mình. Tiếp theo là màn trình diễn trang phục dân tộc Thái đen. Khi nói đến trang phục người Thái, người ta thường liên tưởng đến những bộ trang phục lộng lẫy, làm nổi bật những đường cong quyến rũ của phụ nữ Thái với sự ưu ái đặc biệt cho vẻ đẹp nữ tính. Những bộ trang phục này thường mang đến hình ảnh dịu dàng, thanh lịch và kín đáo. Điều này làm cho người Thái, đặc biệt là phụ nữ Thái, luôn gìn giữ một vẻ đẹp lạ mắt và quyến rũ trong hình ảnh của người đối diện. Truyền thống vốn là niềm tự hào cũng như bản sắc dân tộc. Một lần nữa chúng ta hãy cùng ngắm nhìn lại những trang phục truyền thống mang đậm đà bản sắc của các dân tộc anh em vùng Đông Bắc trên địa bàn huyện Tiên Yên để cảm nhận rõ thông điệp mà ban tổ chức ngày hội mùa vàng miền Xóm Cọ đại dựng
muốn thể hiện tất cả cùng nhau đoàn kết trong một cộng đồng dân tộc Việt Nam. Xin quý vị một tràng vỗ tay thật lớn để cảm ơn tập thể nam nữ diễn viên của trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hải Đông đã mang đến cho chúng ta những bộ trang phục của các đồng bào dân tộc vùng Đông Bắc. Vâng, kính thưa quý vị, chương trình văn nghệ chào mừng lễ hội Mùa Vàng Miền Xóm Cỏ năm 2024 đến đây là tạm dừng. Một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn sự có mặt của các quý đại biểu, các vị khách quý, đông đảo nhân dân và du khách đã góp vui trong chương trình văn nghệ buổi tối ngày hôm nay của chúng ta. Xin quý vị nổ một tràng vỗ tay để chúc sự thành công của chương trình văn nghệ. Và tiếp theo chương trình, xin mời chúng ta sẽ cùng hướng mặt về phía đằng sau của sân khấu, có nghĩa chúng ta sẽ tập trung vào... Về quê em đẹp lắm, mây trắng răng khắp phố sườn non, ruộng bậc thang lúa vàng đang vào hạt, khói lam chiều lẫn với màu sương. Gặp một lần thôi mà sao nhớ mãi, bát nước chè xanh đắng ngọt đầu môi, rượu men lá rừng say nghiêng sốc núi, mờ ảo áo xanh thấp thoáng lưng đồi. Theo câu hát xóm cỏ về tuyệt tình cốc đến đôi tình, ánh đèn hèn bàn lá lơi lên thông châu đón bình minh ban sớm, xuống khe ngàn mà đó chờ ai. Ta đến với nhau cùng say say hương núi, say hương rừng, say ánh mắt ai. Thu đã về trong hương hồi hương lúa, tiếng yên mùa vàng đẹp tựa thiên thu. Gặp một lần thôi mà sao nhớ mãi, bát nước chè xanh đắng ngọt đầu môi, rượu men lá rừng say nghiêng sốc núi, mờ ảo áo xanh thấp thoáng lưng đồi. Theo câu hát xóm cỏ về tuyền tình cốc đến đôi tình, ánh đèn hèn bàn lá lơi lên thông châu đón bình minh ban sớm, xuống khe ngàn mà đó chờ ai. Ta đến với nhau cùng say em nhé, say hương núi, say hương rừng, say ánh mắt ai. Thu đã về trong hương hồi hương lúa, tiếng yên mùa vàng đẹp tựa thiên thu. Ta đến với nhau cùng say em nhé, say hương núi, say hương rừng, say ánh mắt ai. Thu đã về trong hương hồi hương lúa, tiếng yên mùa vàng đẹp tựa thiên thu. Tiếng yên mùa vàng đẹp tựa thiên thu. Thank you.